Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Tiết 16, hôm nay chúng ta sẽ học các nội dung 1. Ôn hát đi cắt lúa. 2. Ôn đọc nhạc bản đọc nhạc số 4. Và 3. Học lý thuyết âm nhạc cung và nữ cung. Cô mời các em cùng ôn lại bài hát đi cắt lúa. Đây là một bài hát của dân ca hơi đê Tây Nguyên. Chúng ta ôn tập, chúng ta để ý những chữ hát luyến, những nốt móc đơn mà có dấu chấm vôi, hoặc là những chỗ có dấu nối, ví dụ như là chữ đàn, chữ hát, chữ ca, chữ lần, chữ mới, chữ ấm, chữ no, chữ sướng, và tất cả những chữ ê chúng ta sẽ hát thành ề. Cô mời các em tiếp tục ôn qua bài tập đọc nhạc số 4. Cô nhắc lại, bài này có 4 câu. Câu thứ nhất và câu thứ ba giống nhau. Cô mời các em cùng ôn. Thank you.
em cùng bước sang phần lý thuyết cung và nửa cung. Cung và nửa cung là đơn vị thường dùng để xác định khoảng cách giữa hai cao độ trong âm nhạc. Giữa các bậc cơ bản liền kề có 5 khoảng cách một cung. Một cung chúng ta có thể viết tắt là 1C và 2 khoảng cách nửa cung, hay chúng ta viết là 1/2C. Và ký hiệu của cung, nếu mà một cung chúng ta sẽ vẽ một cái hình vòng cung. Còn ký hiệu nửa cung chúng ta sẽ vẽ giống như là hình chữ V. Và trong âm nhạc có tất cả 7 âm, từ đồ lên đố ha. Thì từ đồ lên D sẽ được xác định là một cung. Từ D lên mi tiếp tục cũng sẽ xác định một cung. Từ mi lên pha là nửa cung. Từ pha lên son là một cung. Từ son lên la là một cung. Từ la lên si một cung. Và si lên đố nửa cung. Như vậy từ đồ lên đố sẽ có 2 cái nửa cung. Đó là nốt mi lên nốt pha và nốt si lên nốt đố. Còn lại đều là một cung. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Ở nhà các em ôn luyện đọc bài đọc nhạc số 4, ôn và học thuộc bài hát Đi cắt lúa. Chuẩn bị nội dung tiết học sau thưởng thức âm nhạc, giới thiệu một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam và nghe nhạc, trích đoạn tác phẩm cung đàn đất nước. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết sau.